những bậc cha mẹ rái cá không chỉ chăm sóc con cái của mình, mà còn thể hiện sự quan tâm đến các con non trong nhóm. Chúng bảo vệ nhau khỏi những nguy hiểm từ các loài săn mồi hoặc các yếu tố thiên nhiên. Đặc biệt, trong các nhóm rái cá, việc chia sẻ nhiệm vụ, từ việc tìm kiếm thức ăn đến chăm sóc con non là rất phổ biến, giúp duy trì sự ổn định và sự sống sót của cả nhóm. Khi sinh hoạt hàng ngày, rái cá cũng thể hiện các hành vi xã hội thú vị khác như chơi đùa, giao tiếp và thậm chí là chia sẻ thức ăn với nhau. Chúng có thể bơi cùng nhau, săn mồi theo nhóm, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau thư giãn trên mặt nước. Những hành vi này không chỉ tăng cường mối quan hệ trong nhóm, mà còn tạo nên một cộng đồng gắn kết, nơi mỗi thành viên đều đóng góp vào sự sinh tồn chung. Cuộc sống xã hội của rái cá là một minh chứng cho sự khéo léo trong cách thức hợp tác và sự kết nối chặt chẽ trong thiên nhiên. Từ việc nắm tay nhau khi ngủ, đến sự chăm sóc lẫn nhau trong mọi tình huống, rái cá cho thấy rằng chúng là loài động vật rất xã hội và biết cách xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, thân thiết. Rái cá là những bậc cha mẹ vô cùng tận tụy, luôn chăm sóc và bảo vệ con non một cách cẩn thận trong suốt giai đoạn phát triển. Sau khi sinh con, rái cá mẹ không chỉ dành thời gian bảo vệ, mà còn tham gia trực tiếp vào việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái. Chúng thể hiện một chiến lược bảo vệ con non rất đặc biệt, khác biệt so với nhiều loài động vật khác. Một trong những hành động nổi bật nhất của rái cá mẹ là quấn con non trong các dải rong biển. Rong biển không chỉ giúp giữ con non cố định mà còn bảo vệ chúng khỏi dòng chảy mạnh của nước. Điều này giúp con non không bị trôi đi trong khi mẹ tìm kiếm thức ăn hoặc di chuyển. Quá trình này cũng giống như việc bọc con non trong một chiếc chăn ấm, bảo vệ con khỏi các yếu tố bên ngoài và giữ chúng gần gũi với mẹ. Dải rong biển này trở thành một công cụ tự nhiên giữ con non an toàn, cho phép rái cá mẹ yên tâm hơn trong việc đi kiếm ăn và sống sót. Khi không sử dụng rong biển, rái cá mẹ sẽ cho con non nổi trên lưng hoặc ở gần bụng mẹ để giữ con không bị rơi và giúp chúng luôn gần mẹ. Mẹ rái cá luôn ở gần con, bảo vệ con khỏi những nguy hiểm tiềm tàng trong môi trường tự nhiên. Việc nổi trên lưng mẹ cũng giúp con non cảm thấy an toàn hơn khi chúng bắt đầu học cách thở và làm quen với môi trường nước. Rái cá mẹ rất chú trọng đến việc giữ vệ sinh cho con non. Mẹ sẽ dùng miệng làm sạch bộ lông của con, giúp chúng duy trì độ nổi và không bị lạnh trong nước. Đặc biệt, bộ lông của rái cá rất quan trọng vì nó giúp chúng giữ nhiệt và duy trì sự sống trong môi trường lạnh. Việc làm sạch bộ lông giúp đảm bảo rằng lớp lông không bị bẩn, tránh làm mất khả năng cách nhiệt và giữ con non ấm áp. Rái cá mẹ không chỉ là người bảo vệ mà còn là người thầy dạy dỗ con non các kỹ năng sống quan trọng. Chúng kiên nhẫn dạy con non cách bơi lội, cách săn mồi và các kỹ năng sinh tồn khác. Những buổi học này rất quan trọng vì rái cá con cần phải học cách kiếm ăn và bảo vệ bản thân từ khi còn rất nhỏ. Rái cá mẹ giúp con bắt đầu từ những động tác cơ bản như lặn xuống nước và nổi lên, cho đến khi chúng đủ lớn để tự mình khám phá và tồn tại trong thế giới hoang dã. Rái cá sống thành các nhóm gia đình và rất quan tâm đến mối quan hệ giữa các thành viên. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc con cái, rái cá mẹ còn tạo ra một mối liên kết mạnh mẽ giữa các thành viên trong nhóm. Điều này không chỉ giúp con non được bảo vệ, mà còn tạo ra một môi trường cộng đồng ấm áp và an toàn để chúng phát triển. Nhờ vào sự tận tụy và chăm sóc chu đáo của rái cá mẹ, con non không chỉ được bảo vệ mà còn học được cách sinh tồn trong một thế giới tự nhiên đầy thử thách. Rái cá mẹ là những người thầy và người bảo vệ vĩ đại, luôn đồng hành cùng con cái để giúp chúng trưởng thành và phát triển trong một môi trường đầy nguy hiểm.